gọi là nấm rẻ. Nấm rẻ thì ngon đấy nha. Bỏ nước vô. Nấm này thơm lắm mọi người nha. Mềm rồi nha mọi người. Nấm này cứng lắm á. Nấm này mọc ở cái cây được tiêu, cây thân gỗ khô. Nói để cho thằng em nó thử tay nghề nha mọi người. Hiếm lắm nha mọi người.
năm nay không phải là mùa nào cũng có đâu. Mình lại không tắm nha, vì trời cũng sắp mưa rồi. Mọi người sang nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để có thêm động lực làm thêm nhiều món mới cho mọi người xem. Những món ăn độc lạ của Tây Nguyên. Cái món này phải kiên trì, phải là thanh niên trai tráng có sức khỏe tốt, nhưng mà đây rất là mỏi tay nữa. Nhà mờ mọi người nhé.
thấy được hết nha các bạn. Ăn với cơm thì càng ngon hơn. Giờ đi chén ông này. Bia với cái món này biết hợp hay không?